Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE Batista Network Spotlight Firefox. Mô hình này mình đã quy hoạch và đã trưng bày trong tủ kính. Hôm nay mình mới có dịp giới thiệu đến tất cả các bạn mô hình WWE Batista Network Spotlight Firefox. Mình giới thiệu đến các bạn gồm có mô hình Batista không đi kèm phụ kiện. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Batista là một trong những superstar được yêu thích nhất mọi thời đại của WWE, và Batista hiện đã 2 lần WWE Champion, 4 lần World Heavyweight Champion, 1 lần WWE Tag Team Champions, 3 lần World Tag Team Champions, 2 lần chiến thắng trận đấu 30 Superstar Royal Rumble ở sự kiện WWE Royal Rumble vào các năm 2005 và năm 2014 và nhiều danh hiệu khác. Và Batista hiện là WWE Hall of Fame được đề cử vào năm 2020, một thành tích rất ấn tượng của The Animal Batista. Mô hình WWE Batista Network Spotlight 5 Bucks được thực hiện dựa trên trang phục của Batista thi đấu ở Show Raw tháng 11 năm 2002, trở lại với mô hình. Mô hình Batista được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của Batista được thiết kế rất đẹp ở mặt trước và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình Batista được thiết kế với khuôn mặt rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Batista. Với mái tóc được thiết kế cắt ngắn và được chải gọn gàng với tông màu đen nha các bạn. Mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của Batista nha các bạn. Và đây, mái tóc của Batista được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Và râu của Batista được thiết kế với tông màu đen nha các bạn. Batista để một ít râu ở cằm và được thiết kế rất đẹp và ấn tượng nha các bạn. Head scan rất đẹp của Batista, và đây cũng là new head scan của Batista. Trang phục của Batista được thiết kế với tông màu vàng đồng, màu đỏ và màu đen làm chủ đạo. Hai bàn tay của Batista nha các bạn. Và đây được thiết kế là kiểu dáng bàn tay ngắn để các bạn, và được thiết kế với tông màu đen để các bạn. Và đây rất đẹp, hai bàn tay ngắn này chúng ta có thể tháo rời ra được, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hai bàn tay của Batista, bàn tay bên trái được thiết kế là kiểu dáng bàn tay mở với biên độ rộng để các bạn, và bàn tay bên phải được thiết kế là kiểu dáng bàn tay mở với biên độ hẹp để các bạn, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Quần của Batista ở mặt trước được thiết kế với tông màu vàng đồng và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu vàng đồng để các bạn, rất đẹp. Kèm theo đó là có thiết kế hoa văn với tông màu đỏ, và phần lưng viền được thiết kế với tông màu đen để các bạn, rất đẹp và chi tiết. Mặt sau quần được thiết kế với tông màu vàng đồng và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu vàng đồng để các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế hoa văn với tông màu đỏ, và phần lưng viền được thiết kế với tông màu đen, rất đẹp và chi tiết. Quần của Batista được thiết kế rất đẹp và chi tiết để các bạn. Hai bàn chân của Batista được thiết kế là kiểu dáng bàn chân dài để các bạn, và đây, và được thiết kế với tông màu đỏ để các bạn, và đây rất chi tiết. Giày của Batista được thiết kế với tông màu đen để các bạn, và đây, và phần cố định dài được thiết kế với tông màu đen để các bạn, và đây, và được thiết kế nổi rất đẹp để các bạn, rất chi tiết. Và đế dài được thiết kế với tông màu đen để các bạn, và đây rất đẹp. Giày của Batista được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Ở phần lưng của Batista chúng ta sẽ thấy có thiết kế hình xăm rất đẹp và chi tiết của Batista để các bạn. Và trên tay phải của Batista cũng có thiết kế hình xăm rất đẹp và chi tiết cho các bạn.
và trên tay trái của Batista cũng có thiết kế hình xăm rất đẹp và chi tiết để các bạn. Và ở bụng của Batista cũng có thiết kế hình xăm để các bạn, rất đẹp hình xăm của Batista được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống, để lên, xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được. Khớp hông chúng ta có thể xoay được. Khớp chân chúng ta có thể đẩy lên phía trước. Để xuống. Để ra phía sau. Để xuống. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Vì hai bàn chân của Batista được thiết kế là kiểu dáng bàn chân dài nên việc còn lại khớp gối sẽ bị giới hạn. Hai bàn chân dài này chúng ta có thể tháo rời ra được, và khi chúng ta đã tháo rời hai bàn chân dài này ra rồi thì việc còn lại khớp gối sẽ rất dễ dàng và linh hoạt. Bàn chân chúng ta có thể xoay được và duỗi thẳng ra. Batista là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mô hình rất đẹp của The Animal Batista. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE Batista Network Spotlight 5 Packs. Mình xin kết thúc video tại đây, hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.